Khi người ta còn trẻ, những cái khởi đầu trở thành một điều chi đó rất đổi thiêng liêng, là hy vọng, là bỡ ngỡ, là háo hức, là đón nhận và có lúc là cả sự từ bỏ. Nó kết thúc chỉ đơn thuần là một chữ hết, nhưng nói về sự bắt đầu lại có vô vàn điều để ngẫm ngợi. Qua 5 tuần thực tập cùng với sự đồng hành của trường cao đẳng kỹ nghệ 2, khoa du lịch, nhà hàng, khách sạn nói chung và các cô, các em học sinh nói riêng, bây giờ mình cười thiệt tươi để cô Hồng chụp một tấm hình, sau đó mình sẽ bắt đầu chương trình nha. Đếm 1, 2, 3 nha cô. Đếm 1, 2, 3. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Mẹ ơi. Mẹ. 1, 2, 3 cười. Ok, một tấm nữa nha. 1, 2, 3, ok, rất đẹp. Lời đầu tiên em xin được tự giới thiệu, em là Vin, là trưởng nhóm của nhóm thực tập sinh sư phạm của ngành công nghệ may trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và lời đầu tiên em muốn gửi đến cho cô Thủy, cô Hồng và lời chào đến các bạn học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 cùng với là toàn thể các thực tập sinh của thực tập sư phạm. Là tình hình Covid thì không cho phép, thành ra là tụi mình sẽ tổng kết qua online. Tuy nhiên tổ chức một cái buổi tổng kết online như thế này và có rất là nhiều trò trong cái buổi ngày hôm nay. Và câu đầu tiên mình muốn hỏi là tất cả mọi người có muốn chơi trò chơi không nào? Rồi cuối cùng mới là câu nguy hiểm, bây giờ cô sẽ cho gợi ý, sẽ gồm có 2 từ 7 chữ và là một nghề nghiệp 15 giây. Nhà giáo cơ. Cô chưa ra đáp án mà những cô giáo khác đã vỗ tay cho em rồi đó đại à. Sau 5 cái tuần thực tập thì thực ra là các cô giáo sinh cũng đã ghi lại rất là nhiều khoảnh khắc tốt đẹp với các em nè, cô Hồng, cô Thủy và trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2. Chúng em 24 cá thể với những nét tính cách khác nhau, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nhưng không ai trong chúng em chưa từng phải thốt lên: "Hay, tao sợ cháy giáo án quá tụi mày à. Tao run quá à. Cảm giác nó khác lắm chúng mày à." Vỏn vẹn 60 phút, nói dài cũng đúng mà nói ngắn cũng không sai. Dài là quá trình chúng em và các cô cùng nhau chuẩn bị giáo án, phương tiện dạy học, chỉnh sửa sao cho phù hợp với tiết học. Còn ngắn là thời lượng mà chúng em được đứng lớp để truyền tải tất cả những gì đã chuẩn bị trước đó đến các em học sinh một cách dễ hiểu nhất trong thời gian cho phép. Lần đầu tiên cũng luôn là điều được nhắc đến nhiều nhất vì nó hàm chứa cả những tiếc nuối. Chúng em nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót cần phải trau dồi thêm để có thể đi trên con đường trở thành nhà giáo. Chúng em đã có những lần đầu tiên thật sự đáng nhớ. Đó không chỉ là lần đầu tiên tập làm cô giáo, tự tìm hiểu và trau dồi kiến thức để chuẩn bị bản thân chu toàn nhất, để mang đến cho các em những kiến thức mới dưới sự hướng dẫn của cô Hồng và cô Thủy, sự hỗ trợ từ các bạn trong lớp. Mà đó cũng là lần đầu tiên chúng em được đứng trên bục giảng với vai trò là một người truyền đạt tri thức. Chúng em mới hiểu hết được cái tâm và cái tầm của những người nhà giáo. Mà đáng nhớ ở đây còn là khi mà khóa thực tập sư phạm của chúng em rơi vào lúc dịch bệnh SARS-CoV-2 bùng lên trở lại đầy căng thẳng. Một số bạn phải chuyển sang hình thức dạy online để đảm bảo an toàn chung cho cộng đồng.
sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Bên ngoài thế giới chỉ tao đất dày ở trong tim con em chất đầy. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Cùng mặt lên người chỉ áo bóng bay sau những ngày tháng chia dài trong vậy cùng nhau. Chơi đi chơi đi chơi đi trên dòng thời gian đã nuôi ta cùng lên đôi khi không được bình an chắc chê. Bạn ơi tôi sẽ mãi thật lòng sau mưa thì sẽ có cầu vồng. Tuổi trẻ từng háo thắng vẫn giữ mà áo trắng. Đôi khi ta bí lối cùng đường vẫn có homie luôn cùng đường. Đi qua ngày mưa ngày nắng ăn chung vị cay vị đắng. Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Bụi phấn cùng bách quả trò bay tan trường cùng những quyển chuyện hay quay phai. Hello mấy bạn, tụi mình sẽ tập hát bài này nha. Ok, let's go. 1, 2, 3. Trời ơi, mấy thứ sống sẽ cho mình thấy vui. Sống chữ chưa ta từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Tôi trên em mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm. Than lên như chưa từng được than. Vui đây thôi ai biết mai sau. Đời là người này ngăn lắm. Thứ chi ai âm hơn đâu lo. Sống như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Oh oh. Bài gì vậy? Ừ. Giống thằng tiên. Thôi phòng 317 bắt đầu trước đi. Phòng 317 chưa, chưa. Chưa lên cái live rate. Bài tụi hay rồi. Cái bọn tôi cơ ngát nhau. Tôi vô lúc nào rồi. Không biết thấy. One more time. Một lần nữa. Không còn đâu đây. Ôi, xin xuống. Không ai trông đi. Em chưa quên mùa hè ơi. Nhưng mơ mơ trời ngon. Chân chân đã có bao nhiêu màu hồng. Yeah, tôi trên ai mà cùng nhau nhau. Hoa phai đi từ sáng đến tới đêm. Em ơi, cứ chỉ ai không hết đâu lo. Không như ta chưa từng được sống. Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Oh oh. Bây giờ sẽ bên HPCT mình cũng phải đại diện có một cái bài hát để đáp lại đúng không? Tôi đi đang thật xinh xẻo, thật cá tính, thật ấn tượng để gọi đến tất cả các cô giáo sinh và tất cả chúng ta dù cho ở hoàn cảnh nào, dù cho học trường chăng nữa thì chúng ta với những gì mình đã chọn nha. Yeah. Mở ra tiếp em. Nhờ sự giúp đỡ của cô Hồng và cô Thủy, ngày đêm sự giáo án và ngày đêm sửa giáo án và đặc biệt là sửa góp ý rất là nhiều về tác phong sư phạm cho tụi em. Nên là tụi em đã có được 60 phút tỏa sáng. Và lời cảm ơn thứ hai là chắc chắn là sẽ gửi đến cho các bạn học sinh, sinh viên. May mắn được gặp cô Hồng, cảm nhận được cái tình nhiệt huyết mà cô đối với cái ngành giáo dục và đối với học sinh. Em không biết là sau này trong 24 con người này thì có được bao nhiêu bạn theo giáo dục. Mà em nghĩ đó cũng là cái đợt thực tập này cũng là một cái dấu mốc quan trọng đối với tất cả chúng em ngồi đây. Đợt thực tập này thì cũng cảm thấy là mình trưởng thành hơn, mình tự tin hơn, ý thức được là mình là một cô giáo nha, không có chị Châu nữa nha mấy đứa. Dạ,
em cũng là một trong số những bạn phải dạy online. Và cái kết quả dạy online nó hơi chóng vánh với cô. Nghe nói các bạn dạy có vài bạn cháy khét giáo án thôi, còn mình chạy giáo mình dạy lý thuyết chắc đỡ hơn mấy bạn. Gọi là hoàn thành nhiệm vụ, được gọi là hoàn thành, đối với em là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn mấy các cô chắc là ở tạm tạm. Nhưng mà mình phải tự tin là làm hết sức có thể. Và thực sự là cảm ơn cô Thủy rất nhiều vì đã hỗ trợ tụi em rất là, nhưng mà vẫn có phản ứng hóa học với các em trong lớp là em thấy mừng lắm. Thực sự là cảm ơn các cô cùng với các em rất nhiều. Và qua các buổi dạy thì mỗi bạn đều sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng mà chắc hẳn các bạn đều sẽ cảm thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho nhau để hỗ trợ cái công việc của mình. Cũng như là cô Hồng nói thì các bạn học sinh ở cái lớp của mình thì thật sự là EQ cao mà EQ cũng cao nữa. Trước khi thực tập á, tụi em cũng rất là run sợ, không biết là được thực tập này thì mình sẽ có thể vượt qua một cách an toàn hay không. Nhưng mà sau khi tới trường và được sự hỗ trợ cũng như là trò chuyện của các bạn học sinh á, thì tụi em rất là cảm thấy rất là cái sự lo lắng đó nó không còn nữa. Bạn nào có thể dạt dào cảm xúc vừa nghe cô Vin nói là phát biểu cảm nghĩ đi, thì hãy nói cho cô nghe một số ý thôi em, không cần nhiều đâu, ý mà khen thôi nha, đừng chê nhiều quá, cô buồn. Cô cũng rất là vui mà thấy thời gian hơi ngắn quá cô. Bây giờ học với mà cô ăn kẹo quá chìm hồng quá trời luôn. Tụi em xin được cảm ơn cô. Các cô ơi phải ghi, phải đọc ngược ngược giúp em. Xin cảm ơn cô nhiều rồi. Xin cảm ơn hai cô Vi. Cô Vi. Không nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ có những cái giây phút mà nó cảm xúc như vậy. Nghĩa là chiều hôm nay tổng kết chắc gặp nhau rồi báo cáo điểm số là xong thôi, chứ không có nghĩ là mình tổ chức được một cái buổi mà rất là thú vị. Thứ nhất thì cô cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã dành những cái bài giải rất là thú vị cho các bạn sinh viên, thì đã cho cô Thủy có được trải nghiệm là người dưới dự giờ và nhận xét. Mà chúng ta có một cái buổi tổng kết thật là, nói chung là động lại rất nhiều cảm xúc. Vui có, lúc đầu thì cười toét cả miệng đó à. Sau đó thì những cái xem cái đoạn video clip rồi nghe các chia sẻ của các bạn, thực sự cô rất là xúc động. Và đã có thực sự là rớm nước mắt khi mà xem cái đoạn video clip cũng như nghe những cái chia sẻ của các bạn. Và đây là phải nói với các bạn, đây là cái niềm hạnh phúc nhất của những người làm thầy cô giáo. Để chúng em có cơ hội thực tập sư phạm. Có lẽ sau tất cả, thứ duy nhất còn tồn tại là những kỷ niệm. Chúng em hy vọng rằng video này sẽ thay chúng em giữ gìn thời gian tươi đẹp vừa qua, thay lời chúng em gửi đến các cô, các bạn lòng biết ơn sâu sắc với những điều tốt đẹp mà chúng em đã, đang được nhận, và cả lời xin lỗi cho những gì chúng em còn chưa hoàn thiện. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Hồng và cô Thủy.
Thủy. Cảm ơn các bạn học sinh trường cao đẳng kỹ nghệ 2 đã hỗ trợ hết mức để các cô